À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cái con Mitchy Spinner cho các bạn xem. Bây giờ đây bạn thấy chứ, đây thấy mình không? Cái bắt đầu mình sẽ review cho các bạn xem, đây là con Mitchy Spinner của mình, quay rất là sướng luôn, rất là phê. Bây giờ mình sẽ quay ở dưới xem. Đây Mitchy Spinner của mình đây, nghe này cút ra. Đấy. Mình sẽ review căn phòng của mình cho các bạn xem. Đây là căn phòng của mình. Máy lạnh đằng ngoài, tivi đằng ngoài, nó xem đợt trên mạng. Nghe mình mỗi người ơi. Đấy, ok, mình sẽ review tiếp tục cái Mitchy Spinner cho các bạn. Dây, xây. Úi giời ơi. Xây. Ây giời. Nào mình review nó cho bạn xem. Xây, xây. Đây các bạn thấy nó quay rất là mạnh. Hồi này đừng có đụng vào máy. Mày chết đụng không? Cắt stream bây giờ. Ok, mình sẽ quay tiếp tục. Quay lại đi. Đây, Mitchy Spinner mình quay cũng khá lâu lâu ấy. Con này có 5.000 nè, mình mua trên trường. Các bạn mình mua trên trường rồi mình mua lại của nó. Trời ơi, nó vẫn mạnh này. Trời ơi, mạnh quá. Rồi, ok, nó dừng rồi các bạn này. Đây, nó dừng rồi. Để tao quay lại, mình sẽ review. Đây, các bạn thấy trong này nó có 3 cái xoáy này. Cái quay được màu vàng đúng không? Nhìn này, đây. Sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Đây đấy, đấy, nó quay rất là mạnh, đông đựng lực cũng mạnh đó. Bút ra! Cắt stream mày vừa. Ok, mình nói thật em mình cho bác. Đấy, đến lúc cần chết rồi mà quay vẫn mạnh. Rất là phê luôn các bạn này. Kê chả quay tao mày. Để cười cái đầu buồi. Mình sẽ quay tiếp tục. Đây, mình quay Mitchy Spinner của mình. À, em bò. Bò. Để mình chém thử thôi. Bò. Úi giời ơi. Sao? Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay dưới này cho anh em mình nó xem. Anh em mình rất là điên. Cái xong rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay coi mình sẽ đếm coi nó bao nhiêu giây nhá. Từ từ đó review tiếp theo lần đấy. Vãi cả ngu luôn. Đấy. Bắt đầu. Đâu? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mà mày! Cho là 27 giây nhé các bạn. Ok, mình sẽ review cuối cùng cho các bạn xem này. Đây là nó, chém được. Ông người quá, bây giờ mình sẽ review cho đất. Tắt video nhé. Để thấy đó, có thể thấy đó. What the fuck? Yeah, ok, tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký ủng hộ và like, subscribe cho mình nhé. Tạm biệt các bạn. Review lại thằng em chơi Mitchy Spinner đi đại ca. Chị ngu quá. Con chim đấy. Vậy là chị ngu. Vãi thật. Ôi cầm nè. Cầm xem anh nè. Cầm. Cầm quay anh. Nha, cầm xem nha, đừng có mở đúng tung. Đấy, thấy chưa, thấy giỏi chưa. Mày đụng vào nó đấm chết đấy. Này mày lý nhờ. What the fuck. Fuck you. Ok, mày chơi đi. Em chơi thử anh xem ơi. Anh
review cho anh Trang mình chưa? Anh em mình ghi quay xong nó rất là vui. Đù quá, thằng đánh kinh. Nó quay kiểu của nó các bạn. Như con quay. Vãi. Rất mỏi dưới rồi. What the fuck. Này, đi ra. Đi ra anh lấy cho. Đây, đây con quay Mitchy Spinner. Này. Đấy, chơi đi. Anh ngồi đây review em chơi rồi. Chơi đi, đừng. Ừ, chơi đi. Chơi đi. Đây là Mitchy Spinner, mình quay bằng một tay các bạn. Rất là lực luôn. Ok, em chơi đi. Nó rất là ngu người. Và nó té mà giờ nó trồng đít rồi. Đấy, rất là mạnh. Mình búng một phát. Các bạn nhìn mình búng này. Búng bằng ngón giữa này các bạn. Đó, búng phát này. Búng lại này. Ủa, nó nghịch ngu rồi các bạn ơi. Này đấy. Bây giờ Ron ơi, Ron đấy, chơi này Ron. Ron. Ok, thằng em mình thì đang cầm con anh thằng mười nào. Nó đang cầm con này nó chơi các bạn. Vegeta. Nó lại cầm thêm con siêu nhân của nó ra cho mình chơi này. Đây, đây là con Goku. Goku cấp 3 nó đã. Thằng em mình nó đã dùng sức mạnh để nó đấm phát Goku đứt tóc luôn các bạn này. Đây, review với con này cho các bạn xem. Con này này, đấy, nó co tay co chân lại được. Đây. Con này nó khó chơi nhỉ. Đây. Vậy đi. Ok, mình sẽ tạo dáng cho các bạn chờ tí nhá. Ok, đợi tí. Ok, xong rồi các bạn ơi. Đây là hình này của nó, đẹp chứ. Nó có thể tháo được áo luôn. Bây giờ mình sẽ chơi con Goku rồi. Goku thì chắc không được đẹp lắm. Ôi, Goku cái tay bên bên kia của nó bị cứng lại rồi. Nó bị bro ngay từ lúc mình mới mua về luôn đó. Đợt trước mình có cả Piccolo này. Cái con kia luôn, mình có cả Gohan luôn mà nó bị xé xác hết rồi. Mình vứt bà à này bố láo mày. Cái này là siêu nhân của thằng em mình. Ok, mình review cho các bạn tuần này thôi. Cho các bạn xem spin nào mình thêm lần nữa rồi mình tắt nhá. Ok. Ok, thằng em mình đòi đặt vào đây này. Đặt vào nhá. Úi giời ơi. What the fuck. Ừ, đeo vào để thả ra anh đỏ bỏ ra. Ok, bởi vì các bạn biết vì sao mình hay để đây không? Bởi vì nhìn là các bạn, trời ơi, cái chỗ bàn của mình là trang trí tất cả Piccolo, Gohan gì gì. À, mà chị to bún lắm mà. Ok, review video mình thì rất cảm ơn các bạn nhớ đăng ký ủng hộ và like và subscribe kênh cho mình để mình có động lực làm video tiếp tục nha. Và review của anh em mình thêm lần nữa. Nếu thấy hay thì hãy comment là con quay này quay. Bây giờ mình sẽ không biết được thời gian quay của nó bởi vì hồi nãy thằng em mình phá đám rồi. Các bạn hãy comment thử coi là bao nhiêu giây nhé các bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký nha. Bye. Hết phim.